Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại đến với kênh của Sikẹo. Ngày hôm nay là Kẹo có nhận được một cái hộp quà từ YouTube. Và ok, chúng ta sẽ cùng mở thử coi xem là cái hộp quà ngày hôm nay Kẹo sẽ có được gì từ YouTube nha mọi người. Wow, anh em ơi, và đây nó là cái hộp quà của chúng ta YouTube này. Đó, nhìn cái hộp này anh em đã thấy là nó quá quen thuộc với cái đợt mà mình đạt 100.000 đăng ký không ạ? Đấy, nhưng mà hộp này thì nó to hơn rất là nhiều. Và không biết là anh em đã biết là trong này có gì chưa nhỉ? Ok ok, không để anh em phải đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng mở ra con nào anh em ơi. Mình sẽ để cái hộp xuống phía dưới từ từ mở ra cho nó bất ngờ anh em ạ. Đó, mở ra nào anh em ơi. Wow, các bạn đã biết là phía dưới có gì chưa ạ? Ok ok, từ anh em ơi, từ từ Kẹo sẽ mở ra nhá. Anh em ơi, chuẩn bị này, chuẩn bị bất ngờ sắp chuẩn bị diễn ra này anh em ơi. Ui dồi ôi anh em ơi, và đây, đây nó chính là một cái nút vàng từ YouTube nha mọi người. Đó, nói chung là khi mà nhận được cái nút vàng này mình cảm giác là rất là vui. Nói chung là rất là cảm ơn mọi người. Đơn giản là tại vì anh em đã giúp Kẹo đó là đạt 1 triệu người đăng ký và nhận được một cái nút vàng từ YouTube. Cái này là mục tiêu của mình phấn đấu khá là lâu rồi anh em ạ. Thì hôm nay mới đạt được nha các bạn. Đó, wow, gọi là nhìn cái nút vàng nó đẹp vãi trời anh em ạ. Sáng lấp lánh. Đấy, anh em thấy chưa? Wow, nói chung là các bạn nhớ ủng hộ Kẹo trong cái hành trình sắp tới lên 2 triệu sắp nha mọi người. 2 triệu sắp thì chúng ta sẽ không có được một cái nút nào cả. Nhưng mà khi nào mà đạt 10 triệu sắp thì nhớ không nhầm là sẽ có một cái nút, đó là nút kim cương. Chất lượng anh em, cực kỳ là chất lượng. Wow, thực sự là không thể tin nổi. Đánh giá qua về cái nút vàng này ấy, thì chất liệu của nó ấy, đây nó là chất liệu từ nhôm anh em ạ. Nhôm của nó sẽ kiểu là mạ lên kiểu là vàng vàng một xíu anh em ạ. Cái gương này cũng được là gương vàng này. Cái nút này thì chất liệu cũng như là cái phần bên ngoài anh em ơi. Ở trên này thì nó có cái dòng chữ đây anh em. Presentation for passing 1 triệu subscriber YouTube. Đó, thực sự là Kẹo không giỏi tiếng Anh cho lắm, nhưng mà cơ bản là đọc theo kiểu Việt sắp cho anh em nghe. Thế nên là anh em đừng có cười mình nhá, vì là mình khá là dốt tiếng Anh anh em ạ. Ok, thế là xong về cái phần nút vàng này. Chúng ta hãy cùng xem là bên dưới chúng ta sẽ có gì đây anh em ơi. Ok, mình sẽ lấy lên phần nào anh em ơi. Bên dưới này sẽ có một cái tờ từ YouTube này. Thì đây, người ta gửi lời cảm ơn đến những cái người sáng tạo nội dung của YouTube nha các bạn ơi. Bên dưới sẽ là chữ ký của Susan, CEO của YouTube nha các bạn. Wow, khá là đầy đủ anh em ơi. Chúng ta sẽ có gì đây anh em ơi. Mình sẽ lục lên vào nào. Wow, và đây, nó chính là một cái tấm thiệp chúc mừng của YouTube. Hiện tại thì mình đang tham gia cái nét YouTube nha các bạn. Đó, xin gửi lời chúc mừng đến sĩ Kẹo đã đạt được nút vàng YouTube. Đó anh em ơi. Đó, nhìn vàng công nhận nó rất là chất chân người rơi. Mặt sau thì cũng chỉ là logo của YouTube thôi. Đây, mình sẽ xem là còn gì nữa không anh em ơi. Wow, tiếp theo lại là một cái mẩu giấy nhỏ. Cái mẩu giấy này ấy, người ta cũng là một mẩu giấy chúc mừng anh em ạ. Chúc mừng là từ từ anh em ơi, nó hơi lóa một xíu, tôi sẽ đây. Mẫu dưới này gọi là chúc mừng anh em đã đạt 1 triệu đăng ký nhá. Một cái mốc của YouTube. Xem là có gì nữa nào các bạn ơi. Wow, sẽ thử coi nào. Ở đây là một cái gói chống ẩm các bạn ạ. Cứ là người ta sợ cái nút vàng này nó bị ẩm nên là đã cho thêm một gói chống ẩm ở trong. Đó, chỉ có như vậy. Thực ra YouTube người ta để cái hộp rất là cẩn thận khi mà có chuẩn bị cho chúng ta một cái miếng xốp để đệm cái nút vàng anh em ơi. Rất là an toàn, nói chung là vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam cơ mà. Mình không biết là vận chuyển từ đâu về nữa. Đấy anh em cứ search địa chỉ đó là gì đây, trụ sở Google là nó sẽ ra anh em ạ. Wow, thực sự là
mình rất là vui khi mà nhận được cái nút vàng này các bạn ơi. Gửi lời cảm ơn đến các bạn rất nhiều và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ kẹo trong thời gian sắp tới nhá, để giúp kẹo sớm đạt 2 triệu sub nhá. Bây giờ thì cái số lượng subscriber của mình đó là 1.200.000 đăng ký cho anh em ơi, như vậy là còn 800.000 người nữa cơ đó, anh em ủng hộ kẹo cơ thì mới nhanh đạt 2 triệu người đăng ký nhá. Và tất nhiên là thời gian này thì mình sẽ cố gắng làm thật nhiều những cái nội dung chất lượng để cho anh em là có thể là xem video nhé mọi người nhá. Và đừng quên là theo dõi cái buổi livestream của mình trên Nodalive. Bình thường thì mình sẽ livestream trên Nodalive vào lúc đó là từ 20 giờ tối đến 23 giờ tối nha mọi người ơi. ID của mình trên Nodalive đó là 4739 1760. Thank you mọi người, chúc mọi người ngày vui ạ. Bye bye anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.